Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Sau đây là bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Tập 20. Chương 191, Thanh Long Tự Hai. Tây Giao Đại Phụng có một tòa Bạch Phượng Sơn, từ cửa thành Tây xuất phát, đi hơn nửa ngày là đến nơi. Đặt tên Bạch Phượng Sơn là vì trong núi có một loại chim hoang dã màu trắng sống, đuôi rất dài, tựa như Phượng Hoàng, cho nên được gọi như vậy. Nhưng hiện tại Bạch Phượng trên núi hầu như đã tuyệt tích, mà việc này phải nhắc tới Ti Thiên Giám Oa. Hàng tháng một vị Ti Thiên Giám áo trắng đều chạy lên Bạch Phượng Sơn hái thuốc, thuận tay bắt mấy con Bạch Phượng mang về ra nghiên cứu, phát hiện thịt Bạch Phượng có tác dụng tráng dương. Đi tới chân núi Bạch Phượng Sơn, Lữ Thanh kiến thức rộng rãi nói tới chuyện này. Tống Đình Phong giật mình, do dự mở miệng, đầu nhi, ta có một bằng hữu thân thể không tốt, ta muốn bắt cho hắn mấy con Bạch Phượng. Mẫn Ngân La Mẫn Sơn trợn mắt nói, đã là lúc nào rồi còn đòi đi bắt chim, chính sự quan trọng, nếu làm chậm trễ phá án, ai chịu trách nhiệm? Lý Ngọc Xuân nhíu mày không đáp. Hứa Thất An liền cười nói, lần này đến Bạch Phượng Sơn, chủ yếu là tìm hiểu một câu chuyện năm xưa, cũng không phải thực khẩn cấp, ngươi nhớ đi sớm về sớm là được. Mẫn Sơn vừa nghe, liền nghiêm mặt nói, Hứa đại nhân, hay là để ta đi cùng Tống Đồng La, cũng tiện giúp đỡ lẫn nhau. Bắt con chim cũng muốn giúp đỡ lẫn nhau. Hứa Thất An liếc hắn một cái, ngươi cũng có một người bằng hữu. Mẫn Sơn cảm giác toàn bộ nam nhân đều dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm mình. Mẫn Ngân La có chút gấp gáp, nửa ngày mới nói một câu, có tác dụng tráng dương không đều không quan trọng, chủ yếu là muốn nếm thử thịt loài chim sắp tuyệt chủng có mùi vị gì. Mọi người cười phá lên, Hứa Thất An cười xong cau mày nói, ta vừa rồi chỉ đùa một chút mà thôi. Vụ án Tăng Bạc này có bối cảnh phi thường phức tạp, ở kinh thành các ngươi đi đâu ta mặc kệ, trừ kinh thành, không được rời khỏi đơn vị. Dọc theo con đường mòn ngoằn nghèo, đám người tới chỗ chân núi, nơi này có một tòa đền thờ thật lớn, trên tấm biển viết ba chữ Thanh Long Tự. Thanh Long Tự không đến mức khách hành hương nhiều như mây, nhưng cũng không tính tiêu điều. Ven đường ngẫu nhiên có thể thấy dân chúng các vùng xung quanh rủ nhau lên núi thắp hương. Bên ngoài đền thờ biên là một chiếc xe ngựa xa hoa, hơn 10 hộ vệ ăn mặc giáp mũ đầy đủ đang đứng ở đó. Chiếc xe này làm Hứa Thất An thấy rất quen mắt, chế tạo bằng cây lim tơ vàng, thân xe khắc họa hình ngọc phiến cùng lá vàng. Lúc trước khi hắn đi giáo phường ti đã từng gặp chiếc xe ngựa này. Chủ nhân xe ngựa còn từng kính nhờ Hứa Thất An ném thẻ vào bình rượu, dùng 400 lượng hoàng kim thay đổi bồ đề thủ xuyến. Đúng rồi, Kim Liên đạo trưởng từng nói cô gái trong xe ngựa sẽ có một đoạn duyên phận với mình. Sẽ là ai đây? Cây lim tơ vàng chỉ dùng cho hoàng thất, xe ngựa trưởng công chúa cùng nhị công chúa đều không như thế, chẳng lẽ là một quận chúa? Hoặc là phi tử hoàng đế? Không không không, khẳng định không phải phi tử, đừng tự dọa bản thân. Cho dù là phi tử, cũng phải là bác gái cấp bậc mỹ phụ mới được. Hắn ở trong lòng bổ sung một câu. Buộc dây cương ngựa vào cọc gỗ bên ngoài đền thờ, để lại một người nhanh nhẹn thuộc phủ nha, một đồng la trông ngựa mã, Hứa Thất An mang theo Đả Canh Nhân lên núi. Đi chưa được mấy bước, Hứa Thất An đã thấy dưới chân mềm nhũn, dẫm lên một túi thơm. Hôm nay không kiểm tra bạc, mà chuyển sang kiểm tra túi thơm. Hắn cúi người nhặt lên, nắm ở bàn tay, hoa văn túi thơm phức tạp tinh tế, chắc chắn do người rất khéo tay làm ra, chất liệu sang quý, không phải con gái nhà giàu thì không sở hữu được. Túi thơm một mặt thêu chữ Nam màu vàng, một mặt còn lại thêu chữ Chi, Tết nút thiên thiên kết màu vàng đẹp mắt. Hứa Thất An ngửi được một mùi thơm dễ chịu, giống nước hoa, giống đàn hương, lại giống như mùi thơm cơ thể chỉ con gái mới có. Người phía trước, các ngươi đợi một chút. Phía sau mọi người truyền đến một giọng điệu thanh thúy. Một cô gái mặc áo choàng ngắn màu lam đuổi theo, thấy trang phục của Đả Canh Nhân cũng không sợ, chỉ vào túi thơm trong tay Hứa Thất An, nhẹ nhàng thở ra, nói, cái này là của nương nương nhà chúng ta. Nàng búi tóc kiểu nha hoàn, trên người vậy mà ăn mặc còn tốt hơn con gái nhà giàu. Hứa Thất An theo bản năng nhìn xe ngựa xa hoa phía chân núi, nương nương nhà các ngươi. Đừng hỏi nhiều, mau trả túi thơm cho ta, cô gái nói bằng giọng điệu rất kiêu ngạo. Túi thơm nào? Hứa Thất An đút túi thơm vào trong lòng. Người
Cô gái hung tợn trợn mắt lườm hắn một cái, ngươi chờ đó cho ta. Tiếp theo nàng nâng làn váy, dọc theo thềm đá chạy bình bịch xuống, Hứa Thất An không đi tiếp, dừng lại tại chỗ, nhìn nàng tới gần xe ngựa, không biết nói gì với người trong cửa sổ. Ninh Yến, đừng gây chuyện, đó là xe ngựa chuyên dụng của Hoàng Thất. Lý Ngọc Xuân nhíu mày nói, Hứa Thất An chỉ là phụng chỉ tra án, ở trong lòng Xuân Ca, hắn vẫn là cấp dưới của mình. Xuân Ca không hy vọng Hứa Thất An đang tra án lại gây thêm chuyện khác, như vậy cho dù tương lai lập công chuộc tội, đắc tội người không nên đắc tội, cố gắng hiện tại liền uổng phí. Ngươi không hiểu, nàng có duyên với ta. Hứa Thất An lắc đầu, không giải thích, vẫn chú ý động tĩnh bên xe ngựa. Kết cục làm cho Hứa Thất An thất vọng, hắn mơ hồ thấy cửa kính xe mở ra một khe hở, người ở bên trong tựa như đang nhìn kỹ hắn. Cách quá xa, hắn cũng không biết tình hình trong xe thế nào. Cửa kính xe rất nhanh đóng kín. Vài giây sau, xe ngựa chậm rãi chuyển động, càng lúc càng xa. Xem ra duyên phận chưa tới. Hứa Thất An phun ra một hơi, đi thôi, đi gặp chủ trì Thanh Long Tự. Một đám mặc trang phục đả canh nhân vào trong chùa, lập tức làm một vị chấp sự tới tiếp đãi. Vị chấp sự này là một hòa thượng béo khuôn mặt tròn trịa, tràn ngập, vẻ hiền lành, tuổi chừng hơn 40, hai tay chắp lại, bần tăng là giám viện Thanh Long Tự, pháp danh Hằng Thanh, mấy vị đại nhân mời vào bên trong. Hắn dẫn đám người Hứa Thất An vào tự, nhiệt tình giới thiệu lịch sử Thanh Long Tự, tự xưng là truyền thừa chính tông từ Tây Phương, trong chùa tu Phật Pháp Đại Thừa, cung phụng là Phật Đà. Ánh mắt Hứa Thất An đảo qua xung quanh, khoát tay, gọi phương trượng các ngươi ra đây, bản quan có việc muốn hỏi. Thanh Long Tự là tòa chùa miếu duy nhất thờ Phật trong địa phận của kinh thành Đại Phụng, đúng như lời vị chấp sự này, truyền thừa là Phật Pháp Đại Thừa Tây Phương. Trước khi đến Hứa Thất An đã sớm tìm hiểu tin tức, phương trượng Thanh Long Tự là ngũ phẩm luật giả, so với bất kỳ ai trong bọn hắn đều giỏi đánh đấm hơn. Nhưng Hứa Thất An không chút lo lắng, bởi vì hệ thống Phật môn giai đoạn đầu không am hiểu chiến đấu, ngoại trừ bát phẩm võ tăng. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 192, Bí ẩn 1. Cửu phẩm Phật môn gọi là Sa Di, cảnh giới này rất có ý tứ, bí quyết trung tâm là thủ giới, trong 3 năm không phá giới, liền có thể tấn thăng. Nghe rất đơn giản, nhưng thực hành thì khó hơn lên trời. Giới luật Phật môn nghiêm ngặt phức tạp, có lẽ sẽ phạm giới ở trong vô tình. Bát phẩm là võ tăng, không khác biệt với võ giả bao nhiêu, đánh nhau rất giỏi. Thất phẩm pháp sư, lục phẩm thiền sư đều không giỏi chiến đấu, đến ngũ phẩm luật giả mới coi như có biến đổi về chất. Đáng nhắc tới là, lúc Hứa Thất An tìm đọc tư liệu ở phòng công văn nha môn đã phát hiện một chuyện rất thú vị, phẩm chất tiếp theo của cửu phẩm Sa Di là thất phẩm pháp sư. Trực tiếp nhảy vọt qua bát phẩm võ tăng, tư liệu không ghi lại lý do vì sao, thời gian cấp bách, Hứa Thất An cũng lười bỏ thêm thời gian nghiên cứu hệ thống Phật môn, chỉ đoán là trong hệ thống Phật môn có khả năng tồn tại hai chiều hướng hoàn toàn khác nhau. Phương trượng đang đả tọa, không tiện quấy rầy, mấy vị đại nhân có gì thì cứ nói với ta. Hằng Thanh dẫn mọi người vào phòng trà, mệnh lệnh cho Sa Di dâng trà lên. Trong tự có pháp khí che chắn được vọng khí thuật của Ti Thiên Giám không? Hứa Thất An ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, gọn gàng dứt khoát đặt câu hỏi. Đại nhân vì sao nói lời này? Hằng Thanh chắp hai tay lại, lắc đầu, trong tự không có pháp khí như vậy. Đại sư, người xuất gia không được nói dối. Ánh mắt Hứa Thất An biến thành lợi hại. Hằng Thanh cúi đầu, không đối diện với Hứa Thất An, bần tăng nói đều là lời thật. Chẳng lẽ vượt qua cửu phẩm Sa Di cảnh, liền có thể nói dối mà không cần kiêng nể gì cả? Hứa Thất An ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Hằng Thanh cúi đầu, không đáp lời, đối với ánh mắt lạnh như băng của các đả canh nhân xung quanh, hoàn toàn không thèm để ý. Không dùng biện pháp mạnh thì không chịu nghe lời. Hứa Thất An có chút tức giận. Ai, xem ra hôm nay tới đây phải tay không mà về. Hứa Thất An rốt cuộc uống cốc trà, thở dài nói, đại sư, ngươi hẳn là biết gần đây ở kinh thành đang rất xôn xao vì vụ án tăng bạc đúng không? Hằng Thanh đại sư không nói lời nào. Hứa Thất An dùng ánh mắt ý bảo đồng nghiệp an tâm chớ vội, tiếp tục nói, ta là người phụ trách giải quyết vụ án này, được chính bệ hạ chọn ra.
nhưng không phải vì ta được lòng bệ hạ, mà là... Hứa Thất An thở dài một tiếng, lại không nói tiếp. Hằng Thanh đại sư nhịn không được nhìn hắn một cái. Vừa vặn, chuyện này cũng nghẹn ở trong lòng rất lâu rồi, nếu đã đến đây, vậy liền tâm sự với đại sư một phen. Hứa Thất An nói, vài ngày trước, ta nhận lệnh đi điều tra một tên quan phạm tội, bệ hạ nhân từ, không xử tội lây người nhà trong phủ. Nhưng lúc xét nhà, vài người đồng nghiệp thấy nữ quyến trong phủ xinh đẹp, liền nổi lên ác ý, muốn mạnh mẽ làm nhục. Trong đó có một cô gái chỉ 12-13 tuổi, ta không thể chịu đựng được chuyện như vậy, cho nên ngăn cản bọn họ, cuối cùng xảy ra xung đột với thượng cấp, cũng suýt nữa giết luôn thượng cấp. Ta bởi vậy mà bị phán tử tội, cho nên bệ hạ giao án tang bạc cho ta xử lý, để ta lập công chuộc tội. Bạn tốt của ta nói, lúc đó ta quá xúc động, quyết định chính xác phải là tạm thời nhẫn nhịn, sau đó lại báo về nha môn, nhưng như vậy thì cô gái đã sớm bị làm nhục. Hứa Thất An lộ ra vẻ thống khổ rối rắm, người đời đều nói Phật pháp khôn cùng, phổ độ chúng sinh, xin hỏi đại sư, ta đến cùng là làm đúng hay sai? Lữ Thanh chấn động, lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới phía sau việc Hứa Thất An bị phán tử hình còn giấu một chuyện như vậy. Hắn quả nhiên không giống như những nam nhân khác. Trong con ngươi của nàng tràn ngập vẻ mềm mại. Khuôn mặt Hằng Thanh hơi đổi, không nghĩ tới tên tay sai triều đình này vậy mà là hạng người nhiệt huyết thiện lành như vậy. Thế là A-di-đà Phật một tiếng rồi nói, thí chủ chỉ cần không thẹn với lương tâm, vậy thì không sợ dính nhân quả. Đại sư cũng thấy ta làm sai, Hứa Thất An ảm đạm nói. Hằng Thanh do dự một chút, đáp lời, thí chủ từ bi cứu người, không sai chỗ nào. Hứa Thất An truy hỏi, nhưng vì sao triều đình muốn phán ta tội chết? Hằng Thanh đại sư trấn an, đời là biển khổ, thân ở trong đó thì rất nhiều thời điểm không thể tự do làm theo ý mình, thiện tâm chưa chắc sẽ thu được thiện báo. Nhưng dù đến muộn thì nhất định nó cũng sẽ đến. Vụ án tang bạc trong âm thầm là do số trời tác động, cũng là cơ hội chuyển mình của thí chủ. Đại sư, ta ngộ rồi. Hứa Thất An bừng tỉnh, quay đầu nói với mọi người đều đã nghe được. Hằng Thanh đại sư nói, đại phụng là biển khổ, vụ án tang bạc là báo ứng của hoàng thất. Thất thần làm cái gì? Mau bắt người. Vút vút vút. Mọi người lập tức đứng dậy. Âm thanh rút đao vang lên xoèn xoẹt. Trong một căn phòng, Phương Trượng Thanh Long tự là bàn thụ đại sư, tuổi đã 62, đầu chọc không còn sáng loáng như khi còn trẻ, râu bạc trắng dài xuống tận ngực. Là ngũ phẩm luật giả, hắn đã dừng bước ở cảnh giới này hơn 20 năm. Hệ thống Phật môn chú trọng chữ ngộ, có một số cao tăng ra sức thiền định mấy chục năm, tận đến lúc chết không thể tiến thêm một bước. Mà có một số tăng nhân, vào một đêm bình thường đang nằm trên giường, trong một khoảnh khắc bỗng ngộ ra vạn pháp, trực tiếp tăng tiến bằng mấy chục năm khổ tu. Bàn thụ đại sư có thể là loại trước, cũng có thể là loại sau, trước khi ngộ đạo, không ai xác định mình có thể ngộ đạo không. Cái này gọi là ngộ đạo, Phật pháp vô biên. Phương Trượng, Phương Trượng. Một vị chấp sự đi vào bên ngoài sân, lo lắng hô, trong tự xuất hiện một đám đả canh nhân, đã trói lại Hằng Thanh giám viện, nói hắn chửi bới triều đình, miệt thị hoàng thất, muốn bắt bỏ tù. Bàn thụ Phương Trượng mở mắt, dùng thanh âm ôn hòa nói, ta đã biết. Cửa phòng tự động mở ra, thân hình bàn thụ Phương Trượng biến mất. Đả canh nhân bắt theo Hằng Thanh giám viện đi ra hướng bên ngoài chùa, tăng nhân xung quanh ngày càng tụ tập nhiều. Ánh mắt lộ vẻ đối địch, mơ hồ hình thành thế bao vây, chỉ cần có người đi đầu, sẽ lập tức vây lại đám tay sai triều đình này. Nhưng uy thế của đả canh nhân quá mạnh, vây quanh đám tiểu nhân này, nói không chừng ngày mai bọn chúng sẽ mang theo quân số gấp mấy lần quay lại, san bằng Thanh Long tự. Bởi vậy, không có người nào hành động thiếu suy nghĩ. Đại sư không phải sợ, đi nha môn đả canh nhân, chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp, rất nhanh sẽ thả ngươi trở về. Hứa Thất An trấn an. Lúc này nụ cười của Hứa Thất An ở trong mắt Hằng Thanh đại sư giống như ác ma mỉm cười, hoàn toàn không có chút tác dụng an ủi. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 193, Bí ẩn 2. A-di-đà Phật. Một âm thanh tràn ngập vẻ nhân hậu truyền đến, vô hình chung làm dịu đi địch ý cùng sự tức giận của các tăng nhân.
Hứa Thất An thấy được một lão hòa thượng thân khoác áo cà sa vừa đỏ vừa vàng, đột ngột xuất hiện ở phía trước, chặn đường đi của các đả canh nhân. Bần tăng là bàn thụ phương trượng. Hứa Thất An nghiêm nghị, hai tay chắp lại trả lễ, rồi nói, bản quan có việc muốn hỏi phương trượng. Mời đi theo bần tăng. Bàn thụ phương trượng thở dài. Một lần nữa đi vào trong phòng, lúc này, trừ Hứa Thất An cùng ba ngân la, các đả canh nhân khác đều đứng ở bên ngoài. Đối mặt với một vị cao thủ ngũ phẩm, thái độ của Hứa Thất An trịnh trọng hơn rất nhiều, ngũ phẩm luật giả, tương ứng với ngũ phẩm hóa kình cảnh của hệ thống võ đạo. Đây là cao thủ đã vượt xa đồng bì thiết cốt cảnh. Phương trượng đại sư, bản quan nhận lệnh hoàng đế điều tra án tăng bạc, ngẫu nhiên phát hiện một vị bách hộ kim ngô vệ có thể giấu giếm được thuật sĩ ti thiên giám. Chẳng rõ Thanh Long tự sở hữu pháp khí nào có tác dụng này không? Hứa Thất An nhắc nhở, vụ án này rất quan trọng, vì Thanh Long tự, phương trượng đại sư nhất định phải bẩm báo chi tiết. Bản quan không phải là uy hiếp đại sư, hy vọng đại sư hiểu được. Bản tự quả thật có một món pháp khí che đậy khí tức, giấu giếm được tất cả phương pháp xem xét. Bàn thụ phương trượng dùng giọng điệu ôn hòa trả lời. Vật ấy còn ở trong chùa không? Không còn. Phương trượng lắc đầu. Hứa Thất An không nói gì, im lặng chờ giải thích. Bàn thụ phương trượng tạm dừng vài giây, thở dài nói, Hằng Thanh sở dĩ lừa gạt đại nhân, cũng bởi vì nó liên quan tới một chuyện không hay trong tự. Lan truyền ra ngoài, cũng có khả năng mang tới đại họa cho bản tự. Bần tăng có một đệ tử, pháp danh Hằng Tuệ, trời sinh thông minh, bần tăng vốn ký thác kỳ vọng rất cao với hắn, nhưng mà tâm hắn không tịnh, nảy sinh tư tình với nữ khách lên núi hành hương. Đánh cắp món pháp khí kia, rồi cùng nhau bỏ trốn, rời khỏi kinh thành. Hứa Thất An híp mắt, nhìn kỹ phương trượng, thuận miệng hỏi, vậy thân phận nữ khách hành hương kia là gì? Bàn thụ phương trượng chắp hai tay lại, thấp giọng nói A-di-đà Phật, rồi bất đắc dĩ trả lời, Bình Dương quận chúa. Trong đầu Hứa Thất An giống như có sấm sét nổ vang. Ở vương triều Đại Phụng, tổng cộng chỉ có mấy loại người được xưng hô quận chúa, con gái thứ của hoàng đế, con gái hoàng tử thái tử, con gái thân vương, vương nữ. Nghiêm khắc mà nói, ngoại trừ hoàng hậu sinh trưởng công chúa, ba vị công chúa đều là con thứ. Nhưng nguyên cảnh đế đời này chỉ có bốn con gái, vật hiếm sẽ quý, mỗi công chúa đều có phong hào, cho nên trước từ xưng hô các nàng không có chữ quận. Đương kim thái tử tuy có con gái, nhưng tuổi còn quá nhỏ, không có khả năng liên quan tới chuyện trộm đồ bỏ trốn. Bởi vậy, Hứa Thất An suy đoán, vị Bình Dương quận chúa này là con gái tôn thất vương nữ. Vụ án này càng tra càng phức tạp, hòa thượng bỏ trốn cùng quận chúa sẽ sắm vai nhân vật gì đây? Hứa Thất An hỏi, chuyện này xảy ra khi nào? Hơn một năm trước, bàn thụ phương trượng trả lời. Đa tạ đại sư giải thích, bản quan còn có một việc muốn hỏi. Thí chủ cứ nói. Thanh Long tự lúc ban đầu là truyền thừa của bảo tháp tự do hòa thượng Tây Vực tạo thành, đúng không? Bàn thụ phương trượng không nói gì, xem như đồng ý. Sau khi hà miếu Vĩnh Chấn Sơn bị phá hủy, bản quan từng phát hiện ở đáy hồ một tòa đại trận, trên trận có khắc Phật văn. Tòa đại trận đó được bố trí từ 500 năm trước, mà bảo tháp tự cũng là 500 năm trước xuất hiện. Càng thú vị là, Võ Tông Hoàng đế cũng vào 500 năm trước. Hứa Thất An tạm dừng một lát, chuyện lúc trước, Phật môn Tây Vực có ghi chép gì không? Nói xong, Hứa Thất An thấy sắc mặt bàn thụ vô, cùng khó coi, đã mất đi vẻ lạnh nhạt của cao tăng đắc đạo. Đại nhân, bần tăng muốn hỏi một chuyện. Ánh mắt bàn thụ phương trượng sáng quắc nhìn vào hắn, muốn nói lại không dám nói, sau hồi lâu mới mở miệng, vật gì đó dưới tăng bạc, thật sự. Rời đi rồi sao? Không thể sai được. Hứa Thất An đáp lại bằng câu trả lời khẳng định. Bàn thụ phương trượng như là bị đả kích thật mạnh, vẻ sợ hãi trong mắt khó lòng bình phục, hai tay hắn run nhè nhẹ, chắp tay, nói A-di-đà Phật để che giấu cảm xúc không khống chế được. Cái phản ứng này, Hứa Thất An có chút bất ngờ, phản ứng của lão hòa thượng có chút quá khích, hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi, dưới phong ấn tăng bạc có phải là giám chính đời đầu không? Lão hòa thượng không đáp lại, chỉ lo cúi đầu niệm A-di-đà Phật, lông mi trắng run run. Qua thật lâu sau, cảm xúc của bàn thụ phương trượng mới chậm rãi ổn định, trầm giọng nói, bần tăng không biết dưới tăng bạc phong ấn vật gì.
nhưng có một câu đã lưu truyền từ thời Bảo Tháp Tự còn tồn tại tới nay: ma vật tang bạc ra ngoài, thiên hạ đại loạn. Năm đó Bảo Tháp Tự chính là vì trấn thủ phong ấn tang bạc nên được xây dựng, sau đó triều đình sợ hãi Phật môn hưng thịnh, thi hành chính sách diệt Phật. Cao tăng Phật môn đều lui về Tây Vực, chỉ để lại một nhánh Thanh Long Tự này. Trước khi rời khỏi, các cao tăng đã liên tục căn dặn, bảo chúng ta phải chú ý chặt chẽ động tĩnh tang bạc, một khi thấy khác thường liền lập tức báo lại. Nghe chuyện này, sao lại cảm giác Phật môn càng để ý phong ấn tang bạc hơn cả Hoàng Thất Đại Phụng? Giám chính đời đầu là nhất phẩm, thiên hạ đại loạn cũng không tính là khuếch đại. Dù sao nhất phẩm đã là đỉnh cao thế gian. Bần tăng chỉ biết tới đó, đại nhân còn gì muốn hỏi? Không còn. Bàn thụ phương trượng gật gật đầu, thân thể đột ngột biến mất, như là làm ảo thuật. Hứa Thất An trợn to mắt, hâm mộ muốn chết, chiêu dịch chuyển. Tức thời này thật ngầu mà. Cuộc nói chuyện chấm dứt thì thời gian đã sắp giữa trưa, đám người Hứa Thất An ở lại Thanh Long Tự ăn cơm bố thí. Cơm chay của Thanh Long Tự ăn ngon thật. Trừ Thải Vi một hơi ăn hai bát, còn xin thêm bát thứ ba, nội tâm hài lòng khen ngợi. Cơm chay Thanh Long là trộn gạo đen, hạt kê, bắp, dầu vừng được chưng cất, hạt gạo no đủ, trong suốt lấp lánh, hương khí sông mũi. Thức ăn chay cũng làm rất chú tâm, màu sắc hương vị đều rất tốt. Hứa Thất An ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn nàng ăn vui vẻ như vậy, cũng thật cao hứng, cười nói, nữ thí chủ, đừng chỉ biết ăn một mình, tiểu tăng cũng muốn ăn. Trừ Thải Vi bảo vệ cái bát, liếc mắt xem thường, tức giận nói, đồ ăn của ngươi cũng đâu khác gì của ta. Hứa Thất An lắc đầu, cái tiểu tăng muốn ăn không phải là thức ăn. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 194, Trưởng Công Chúa Triệu Hoán 1. Mọi người đều hài lòng với thức ăn chay ở Thanh Long Tự, tiếc nuối duy nhất là không có thịt bạch phượng bồi bổ bản thân. Hằng Thanh đại sư thân là giám viện đưa mọi người ra cửa, vì chuyện lúc nãy, tới giờ Hằng Thanh giám viện vẫn còn tức giận, dọc đường đi không nói lời nào. Hứa Thất An đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, đại sư, ngươi có quen biết một hòa thượng tên là Hằng Viễn không? Khuôn mặt Hằng Thanh giám viện biến sắc. Hằng Thanh giám viện ấp úng hỏi, sao đại nhân biết được người này? Pháp danh Hằng Viễn này là do Hứa Nhị Lang nói cho hắn, ngày đó để Hứa Nhị Lang đi dưỡng sinh đường tìm số 6, nhưng số 6 sớm đã rời khỏi. Lúc Hứa Nhị Lang chuyển lời cho Hứa Thất An đã nói, lại viên nói cho ta biết, Hằng Viễn đại sư đã rời khỏi, nghe nói có manh mối sư đệ. Ngươi đừng quản ta làm sao biết được, hiện tại là ta hỏi ngươi đáp. Hứa Thất An lộ vẻ nghiêm túc, đối với hòa thượng không dùng bạo lực thì không chịu thành thật này, hắn hoàn toàn không thèm nể mặt. Tuy đơn đả độc đấu thì vị giám viện Thanh Long Tự này có lẽ có thể treo hắn lên đánh. Nhưng Hứa Thất An có huynh đệ, sau lưng còn có triều đình. Hằng Thanh giám viện hơi do dự, rồi nói, Hằng Viễn là võ tăng, tính cách xúc động, tính tình táo bạo. Thường xuyên ra tay gây tổn thương đồng môn nên bị phương trượng trừng phạt, năm trước đã bị trục xuất khỏi Thanh Long Tự. Số 6 quả nhiên là hòa thượng Thanh Long Tự, võ tăng. Khó trách thân hình cao lớn giống như Lỗ Chí Thâm. Số 6 nói sư đệ hắn bị bọn buôn người lừa bán mất. Sư đệ mà số 6 tìm có khi nào là Hằng Tuệ không? Nhưng Hằng Tuệ rõ ràng là bỏ trốn cùng Bình Dương quận chúa. Nhưng mà, Hằng Tuệ trộm đi pháp khí Thanh Long Tự, vậy món pháp khí lại xuất hiện ở trên người Kim Ngô vệ Bách Hộ Chu Xích Hùng. Chẳng lẽ điều này mang ý nghĩa hòa thượng Hằng Tuệ kia đã gặp chuyện bất trắc? Hoặc là, hắn cũng tham dự án tăng bạc? Nếu là lý do thứ hai, mục đích của hắn là gì? Còn nữa, Bình Dương quận chúa đang ở nơi nào? Lần này tới Thanh Long Tự một chuyến, thu hoạch so với hắn đoán trước còn nhiều hơn. Tuy đã cố ý ước lượng thời gian, một đường thúc ngựa, nhưng lúc quay về nha môn Đả Canh Nhân đã là buổi tối. Hứa Thất An để cho đội ngũ nghỉ ngơi hồi phục, mình đóng cửa lại bắt đầu tổng kết manh mối của vụ án. Sau đó lấy ra mảnh vỡ địa thư, đưa vào tin tức, ba, số 6 còn chưa có tin tức sao? Không người nào quan tâm hắn. Qua hồi lâu, Kim Liên đạo trưởng đáp lại, 9, không có tin tức. Hứa Thất An sâu sắc ý thức được,
Có lẽ số 6 phát hiện được cái gì, hoặc là bản thân ở trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, bằng không không có khả năng lâu như vậy còn chưa hồi âm. 3. Kim Liên đạo trưởng, ngươi còn không định vị được mảnh vỡ địa thư sao? 9. Chắc là bị bí pháp nào đó che chắn. 2. Đại đầu chọc sao suốt ngày gặp phải phiền toái vậy? Số 2 xen mồm vào. 9. Hắn luôn luôn điều tra vụ án sư đệ mất tích, có lẽ là đã bị thế lực kẻ chủ mưu trả thù. 0. Chắc hắn đã phát hiện manh mối của sư đệ. Nhưng kết quả đều như nhau, mặc kệ thế nào, số 6 cũng đã dính tới đại phiền toái. 4. Nếu mảnh vỡ địa thư rơi vào tay người ngoài, chúng ta chỉ có thể giống như lúc trước, không còn tiến hành truyền thư được. 2. Nếu rơi vào trong tay địa tông, tất cả chúng ta đều có khả năng gặp nguy hiểm. Nói tới đây, tất cả mọi người thiên địa hội đều cảm nhận được lo âu cùng với áp lực tâm lý. Không chỉ là lo lắng cho an nguy của số 6, không thể tiến hành truyền tin địa thư, còn vì hình thức trao đổi tin tức mà thiên địa hội thật vất vả mới xây dựng được liền trở nên vô dụng. Trong tình huống xấu nhất, một khi rơi vào trong tay địa tông, đạo nhân địa tông tầm thường các thành viên không sợ. Nhưng vạn nhất đạo thủ địa tông muốn đích thân thu về địa thư thì sao? Số 1 cùng số 3 còn tốt, trốn ở kinh thành, đạo thủ địa tông có chút băn khoăn, những người khác thì vô vàn nguy hiểm. 2. Đúng rồi, mời số 3 hỗ trợ đi. 4. Nếu số 3 dùng quan hệ thư viện Vân Lộc hỗ trợ, âm thầm giúp Kim Liên đạo trưởng, như vậy, độ khó của việc tìm kiếm số 6 sẽ giảm đi rất nhiều. Bất chi bất giác, sự ỷ lại của thành viên thiên địa hội vào số 3 đã vượt qua số 1. Phàm là chuyện nằm trong địa phận kinh thành Đại Phụng, trong đầu theo bản năng liền hiện lên số 3. Sao lại có cảm giác mình đã trở thành công cụ hình người rồi? Thân phận số 6 cùng với hiện trạng là tư liệu mình vừa nhận được, hiện tại truyền ra ngoài, tỷ lệ thân phận bị bại lộ là rất cao, mình phải kéo dài thời gian một chút. Trừ phi các thành viên thiên địa hội đều biết được gốc rễ của số 6. 3. Các ngươi biết thân phận số 6 không? Ta chỉ có được tin tức hắn là đệ tử Phật môn thôi. 2. Không biết, số 6 tự xưng là đệ tử Phật môn rong chơi bốn phương, định ở lại kinh thành một thời gian. Số 6 đang ngụy trang thân phận. Đầu óc thông minh hơn Lỗ Chí Thâm một ít. Hứa Thất An suy nghĩ trong lòng, đưa vào tin tức, chuyện này các ngươi không cần xen vào, ta sẽ bàn bạc cùng Kim Liên đạo trưởng về tình huống số 6, ta rõ ràng hơn bất luận kẻ nào. Đạo trưởng, ngươi đêm nay có thể đến chỗ ở của ta một chuyến không? Ta có việc muốn thương lượng với ngươi. Nhìn thấy những lời này của số 3, không biết vì sao, trong lòng mọi người thiên địa hội đồng thời nghiêm nghị, có loại cảm giác đứng ngồi không yên. Số 3 thế mà thăm dò thân phận thật của số 6, nghe ý tứ thì có vẻ hắn còn nắm giữ được tình hình nhất định thời gian gần đây. Bọn họ rõ ràng mới làm quen nhau một thời gian rất ngắn ngủi. Quả nhiên, người đọc sách thư viện Vân Lộc đều có năng lực rất mạnh. Số 2 phải kiêng kỵ. Số 3 có chút ý tứ, hắn gia nhập muộn nhất, nhưng năng lực cùng sự suy tính sâu sắc thật làm người ta líu lưỡi. Thật chờ mong tương lai trở lại kinh thành có thể gặp mặt hắn. Đến lúc đó nghiêm túc lĩnh giáo một phen. Số 4 thưởng thức từ đáy lòng. 5. Này, vậy ngươi ngàn vạn lần đừng điều tra thân phận của ta nhé, bằng không ta sẽ tức giận. Số 5 trực tiếp nói ra tiếng trong lòng của mọi người. 1. Số 3, về án tang bạc, trong tay có tin tức nào càng cụ thể hơn không? 3. Mấy ngày nay không có tin tức liên quan án tang bạc. Số 1 thấy thế liền lặn xuống nước làm tàu ngầm. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 195, Trưởng Công Chúa Triệu Hoán 2. Ước định thời gian gặp mặt với Kim Liên, đạo trưởng xong, Hứa Thất An rời khỏi thiên thính, lập tức đi tới Hạo Khí Lâu, cầu kiến Ngụy Uyên. Trong phòng trà rộng rãi thoáng mát, Ngụy Uyên một mình ngồi ở trên sập chơi cờ, tay trái đối phó tay phải, như là đang một mình diễn hai vai kịch. Ngụy Uyên không thèm ngẩng đầu, cười nói, chơi cờ nửa đời người, ban đầu đánh ván nào thua ván đó, được một thời gian thì khi bại khi thắng. Đến cuối cùng một đường chiến thắng, đánh bại một vị danh thủ quốc gia, bất chi bất giác, đã không tìm được đối thủ. Ngươi lần trước chơi cờ cùng giám chính, còn không phải đánh ngang tay sao?
Hứa Thất An bĩu môi chế giễu trong lòng. Nhưng kẻ địch bên ngoài bàn cờ vừa nhiều vừa giỏi ẩn núp, thực làm cho người ta đau đầu. Ngụy Uyên buông quân cờ, xoa xoa trán, hỏi: "Có chuyện gì?" Ty chức chỉ điểm Ngụy Công báo lại tiến triển vụ án, dừng một chút, Hứa Thất An nói: "Rạng sáng hôm qua, Triệu huyện lệnh huyện Thái Khang đã bị diệt khẩu lúc bị đưa vào ngục giam, việc này phủ nha tạm thời giữ kín không nói ra. Cái chết của Triệu huyện lệnh rất cổ quái, không trúng độc, không có vết thương, như tự nhiên chết vậy." Vẻ mặt Ngụy Uyên có chút ngưng lại, vài giây sau, ánh mắt lóe lên một cái: "Ngươi có ý kiến gì không?" Ty chức tìm đọc tư liệu, phát hiện có thể làm được chuyện này, trừ ma thần đạo môn, còn có vu thần Đông Bắc. Hứa Thất An hít sâu một hơi, án tang bạc liên quan yêu tộc, vu thần giáo Đông Bắc, Ty chức vắt hết óc. Trái lo phải nghĩ, trong triều ngoại trừ vị kia, còn ai có thể đồng thời cấu kết hai thế lực lớn này chứ? Ầm. Bàn tay Ngụy Uyên bàn tay đặt trên bàn cờ, toàn bộ quân cờ chấn động, hắn dùng ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Hứa Thất An, ra khỏi nơi này, không thể nói với bất luận kẻ nào những lời như vậy. Hứa Thất An vội vàng cúi đầu, giải thích, nhưng ty chức khó lòng có thể tiếp tục điều tra. Lui xuống đi, Ngụy Uyên lạnh lùng nói. Vâng, Hứa Thất An rời khỏi phòng trà, nghe tiếng bước chân dần dần đi ra, Ngụy Uyên thu dọn quân cờ đâu vào đấy, rửa khay trà. Thay đổi một thân áo xanh, đi đến cửa cầu thang, dặn dò lại viên đang trực, chuẩn bị xe ngựa, bổn tọa muốn vào cùng. Hứa Thất An chỉ hận đỉnh đầu không có yên, lúc tự hỏi chỉ có thể khô cằn ngồi. Hắn nghe Lữ Thanh cùng ba vị ngân la trao đổi vụ án, còn bản thân thì suy nghĩ lung tung. Trần Bắc Vương ở tận biên cương, mình không có khả năng chạy tới đó rồi thăm dò, hơn nữa cũng không dám tra. Trừ khi bệ hạ tự mình hạ xuống thánh chỉ, nếu không chỉ bằng một khối kim bài, còn chưa đủ để tra xét đại thần bậc này. Đang ở biên cương, hắc, nhưng thật ra lại là tạo cho mình bằng chứng ngoại phạm tuyệt hảo. Nhưng trên đời không có vụ án hoàn mỹ, chỉ cần làm sẽ lưu lại manh mối, mấu chốt ở chỗ mình có thể bắt lấy manh mối không. Trần Bắc Vương không ở kinh thành, nhưng hắn cần một người phát ngôn. Người phát ngôn nhất định là một vị nào đó trong triều. Tạm thời không tra được manh mối về Trấn Bắc Vương, bởi vì Ngụy Uyên không chịu giúp hắn. Nếu Ngụy Uyên có thể xin về thánh chỉ, vậy tất cả đều không thành vấn đề. Cũng may thỏ khôn không chỉ một cái hang, người thông minh cũng sẽ không chỉ có một biện pháp. Hôm nay tới Thanh Long tự không phí công vô ích, Hòa Thượng Hằng Tuệ là một điểm mấu chốt để đột phá. Mà muốn tra xét từ điểm này thì phải nghĩ biện pháp tìm được số 6. Đây là nguyên nhân vì sao Hứa Thất An vì muốn hẹn Kim Liên đạo trưởng ban đêm gặp mặt. Đốc đốc. Tiếng đập cửa ngắt lời thảo luận của Lữ Thanh cùng ba vị ngân la, làm cho bọn họ không khỏi nhướng mày, nhìn về phía ngoài cửa. Chu Quảng Hiếu im lặng ít lời đứng ở đó, nói: "Ninh Yến, trưởng công chúa cho mời." Đám người Lữ Thanh quay đầu nhìn về phía Hứa Thất An. Hoài Khánh tìm mình làm cái gì? Nhớ mình. Ai nha? Ngày hôm qua không phải mới gặp mặt sao, xem ra là một ngày không gặp mà như cách 3 năm. Trong đầu Hứa Thất An hiện lên trưởng công chúa dung mạo tuyệt mỹ trong trẻo nhưng lạnh lùng, cùng với hai bầu ngực có thể nói là hùng vĩ của nàng. Rõ ràng bề ngoài lạnh lùng như tiên tử, dáng người lại cực kỳ giống ma nữ chuyên quyến rũ đàn ông. Ngự hoa viên, trên lương đình tứ giác đặt màn che gió lạnh, lò nướng thổi tới từng đọt gió ấm áp. Nguyên Cảnh Đế mặc một thân đạo bào cùng Ngụy Uyên mặc quần áo màu xanh đang đánh cờ, bọn họ một người là hoàng đế, lại rất khi mặc long bào. Một người là quyền thần giám sát bách quan, lại luôn mặc quần áo xanh. So sánh với hai người dị biệt này, Thái tử Điện Hạ ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, cung kính đứng ở bên cạnh Nguyên Cảnh Đế. Hôm qua, quốc sư luyện một lò kim đan, trẫm sẽ phái người đưa cho ngươi một viên. Nguyên Cảnh Đế hạ cờ xuống, nhìn nửa ngày, cảm giác thế cờ của mình quá bất lợi, cười nói: "Một viên kim đan đổi 3 quân cờ, không quá phận chứ?" Ngụy Uyên vuốt cằm: "Không quá phận." Lại đi thêm vài nước, Ngụy Uyên cười ăn mất 6 quân cờ trắng của Nguyên Cảnh Đế, cười nói: "Bệ hạ trận doanh có chút loạn, thần giúp ngươi dọn sạch một phen." Nguyên Cảnh Đế mặt mày không chút thay đổi, thản nhiên nói: "Những năm gần đây, người trẫm nể trọng nhất chính là Ngụy Uyên ngươi. Theo lẽ thường, nếu ngươi năm đó không tiến cung mà đi con đường khoa cử, đế quốc liền xuất hiện một cái cột chống trời,
trẫm cũng không cần vì các việc vụn vặt mà hao tổn tinh thần. Vẻ mặt Ngụy Uyên hơi ngưng lại, rồi trong nháy mắt khôi phục như thường, cười nói, thần hiện tại không phải cũng đang làm việc cho bệ hạ sao? Thái tử điện hạ cau mày, nhìn chằm chằm bàn cờ, trầm ngâm không nói. Không phải vì bàn cờ của phụ hoàng cùng Ngụy Công đang tới đoạn gay cấn kịch liệt, mà là cảm thụ cuộc đối thoại của hai người. Có một loại cảm giác như ngắm hoa trong sương mù, cái hiểu cái không. Hai người ngồi trong đình, một người dốc lòng tu đạo 20 năm vẫn có thể nắm chắc. Thế cục triều đình trong tay, tâm thuật đế vương đã luyện tới mức thành thạo vô cùng. Một người dùng thân phận hoạn quan đứng đầu nha môn đả canh nhân, giỏi cả văn lẫn võ, làm vô số người đọc sách xấu hổ. Bọn họ đối thoại, nhất định phải cảm thụ, tinh tế cảm thụ. Thái tử đang miên man bất định, lại nghe Nguyên Cảnh Đế nói, án tang bạc cha thế nào rồi. Hồ sơ phủ nha cùng hình bộ trình lên rối tinh rối mù. Trẫm nhớ rõ, người chịu trách nhiệm việc này trong đả canh nhân là đồng la họ Hứa đang phạm tội, đúng không? Hứa Thất An. Ngụy Uyên mở miệng, thanh âm rõ ràng, vẻ mặt nghiêm túc. Nguyên Cảnh Đế hiển nhiên sẽ không để ý một tiểu đồng la tên là gì. Hắn nhìn Ngụy Uyên, có chút bất ngờ không hiểu sao đại hoạn quan lại ra vẻ trịnh trọng khi nhắc tên một đồng la. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 196, Hoài Khánh, ta và Lâm An ngươi chỉ có thể chọn một. Là một kỳ tài, án Tiểu Kỳ Quan cùng Chu Xích Hùng là do hắn điều tra ra, xuất xứ hỏa dược cũng là hắn chỉ ra. Nguyên Cảnh Đế uống ngụm trà, cúi đầu nhìn bàn cờ, hạ xuống một con, mở miệng. Đã nhiều ngày trôi qua, vụ án có tiến triển gì chưa? Nghe Lưu Công Công nói, tiểu tử kia đi sớm về muộn, hoạn quan ghi chép tìm cũng tìm không đến hắn. Thật sự có chút phát hiện, Ngụy Uyên nói tiếp đề tài này, triệu huyện lệnh huyện Thái Khang, rạng sáng hôm qua đã chết trong địa lao phủ nhà. Nguyên Cảnh Đế gật gật đầu, Trần Phủ Doãn đã báo cáo việc này cho ta biết. Ngụy Uyên tiếp tục nói, cái chết rất tự nhiên, không có ngoại thương, cũng không trúng độc, cũng không có dấu hiệu ngạt thở, hoặc là ma thần đạo môn, hoặc là vu sư Đông Bắc gây nên. Chát, quân cờ trắng trên tay Nguyên Cảnh Đế rớt xuống đất. Hoàng đế tóc còn đen nhánh, chỉ là khóe mắt có nếp nhăn, im lặng một hồi, cười nhặt lên quân cờ rơi xuống, bỏ vào hộp cờ, rồi nói, chơi nhiều năm như vậy, thế mà không thắng được một lần, không thú vị. Ngụy Uyên đứng dậy, chắp tay. Nguyên Cảnh Đế lúc này mới quay đầu nhìn về phía thái tử, hỏi, nghe nói ngày hôm trước Linh Long bỗng nhiên phát cuồng, hất Lâm An vào trong hồ. Thái tử cúi đầu hồi đáp, lúc đó Lâm An đang cưỡi Linh Long chơi đùa, là Hoài Khánh huýt sáo bằng miệng quấy nhiễu Linh Long, lúc này mới hất Lâm An vào trong nước. Thái tử cùng Lâm An công chúa là con cùng một mẹ, Hoài Khánh công chúa bắt nạt Lâm An, hắn thân là huynh trưởng, nói như vậy không có vấn đề. Ra vẻ ngang hàng, nhưng trong lòng thoáng thiên vị Lâm An, ở trong mắt phụ hoàng, đây là một loại đơn giản. Tiếp theo, thái tử bổ sung, nhưng có một điểm nhi thần nghĩ mãi mà không rõ. Nguyên Cảnh Đế vuốt cằm nói, Linh Long phản ứng quá kịch liệt. Trừ mình thân là thiên tử, Linh Long đối xử với các hoàng tử hoàng nữ khác có thể nói là bình đẳng, bao gồm thái tử. Thái tử cũng được, hoàng tử cũng thế, chỉ cần không đi lên ngôi cửu ngũ chí tôn, trên bản chất là giống nhau. Phụ hoàng, không chỉ như vậy. Thái tử nói, Linh Long chẳng những hất rơi Lâm An, nó còn có chút hưng phấn bơi về hướng Hoài Khánh, thậm chí cúi đầu, nằm úp sấp bên bờ chờ Hoài Khánh cưỡi lên. Đồng tử Nguyên Cảnh Đế chợt bắn ra ánh sáng sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm thái tử, Hoài Khánh có cưỡi lên nó không? Thái tử lắc đầu, nhưng kỳ quái là, lúc Hoài Khánh định đi tới cưỡi, Linh Long lại kháng cự ép lui Hoài Khánh. Nghe giải thích như thế, Nguyên Cảnh Đế nhíu mày, tự hỏi một lát, nói, bãi giá, trẫm muốn đi xem Linh Long một phen. Nguyên Cảnh Đế ngồi long liễn rời đi. Thái tử cùng Ngụy Uyên theo sau, trước khi lên kiệu, Ngụy Uyên thuận miệng hỏi, điện hạ, lúc ấy trừ Hoài Khánh công chúa, bên cạnh còn có ai? Hoạn quan bên cạnh xốc lên màn kiệu, thái tử không lập tức tiến vào, quay đầu trả lời, thật trùng hợp, thuộc hạ đồng la của Ngụy Công lúc ấy cũng có mặt, Hứa Thất An. Ngụy Uyên sững sờ tại chỗ. Đối với thái tử mà nói, một đồng la nho nhỏ không có gì đáng để ý,
nhớ rõ hắn, thuần túy là vì nửa bài thơ kia thật sự là quá tuyệt diệu. Bằng không, Hoài Khánh nhiều thuộc hạ tâm phúc như vậy, thái tử sao có thể nhớ hết một đám râu ria. Nghĩ đến đây, thái tử vén rèm, phát hiện Ngụy Uyên vẫn đứng tại chỗ. Ngụy công không đi sao? Ngụy Uyên lúc này mới phản ứng lại, cũng đi theo vào kiệu. Thái tử không buông rèm, cười nói, nhưng đồng la đó thực sự rất thú vị, bản cung thật không nghĩ tới, một đồng la lại làm ra được thơ hay như vậy. Ngày đó chúng ta ở bên hồ mở tiệc, hắn vì giải vây cho Lâm An mà trực tiếp làm thơ tại hiện trường. Thái tử đang muốn nói cho ta biết, thuộc hạ đồng la này đã là người của Hoài Khánh công chúa. Ngụy Uyên không quá để ý cười cười, nhưng câu cuối cùng đã khiến cho hắn hứng thú, cũng vén rèm xe lên, hỏi hắn viết thơ thế nào. Mặc kệ là Mạc Sầu Tiền Lộ Vô Tri Kỷ, Thiên Hạ Thùy Nhân Bất Thức Quân, hay là Sơ Ảnh Hoành Tà Thủy Thanh Thiền, Ám Hương Phù Động Nguyệt Hoàng Hôn, đối với Ngụy Uyên đã đọc đủ kinh sách mà nói, đều là tác phẩm xuất sắc đáng ghi vào lịch sử văn chương. 200 năm qua, trong lòng mỗi một người đọc sách Đại Phụng đều muốn trở thành thi nhân tài hoa hơn người. Thái tử cất cao giọng nói, túy hậu bất chi thiên tại tử, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà. Thơ hay, ánh mắt Ngụy Uyên sáng lên, bị hai câu này mang tới ấn tượng cực mạnh. Thái tử yên lặng đợi một lát, quả nhiên nghe thấy kiệu đối diện truyền đến lời truy hỏi của Ngụy Uyên, phần còn lại đâu? Khóe miệng thái tử nhếch lên, không có, không có. Ngụy Uyên lâm vào im lặng. Thấy đối diện thật lâu không tiếng động, nội tâm thái tử nhất thời sung sướng hẳn lên. Hứa Thất An tiến vào cung thành, ở trong sân vườn gặp được trưởng công chúa, nàng mặc bộ váy cung trang màu trắng, thêu đầy những đóa hoa hồng hoa mai xinh đẹp, kiểu búi tóc và trang sức hoa mỹ đều theo mốt hot nhất hiện tại, càng tô điểm cho dung nhan tuyệt mỹ. Hoài Khánh công chúa để cung nữ pha trà sau đó mỉm cười hỏi, án có tiến triển gì không? Nàng hỏi hẳn là kết quả điều tra Thanh Long Tự. Hứa Thất An nói, quả thật có chút tiến triển. Ngày hôm qua bọn họ vừa cùng nhau ra sức tra tìm tư liệu ở Văn Uyên Các, tra ra Bảo Tháp Tự cùng Thanh Long Tự, trưởng công chúa khẳng định là đang hỏi tin tức về Thanh Long Tự. Nghe vậy, con mắt Hoài Khánh công chúa sáng ngời, ra vẻ chờ mong nhìn Hứa Thất An. Từ trước tới giờ, tiểu đồng la này còn chưa bao giờ làm nàng thất vọng, năng lực làm việc thuộc hàng bậc nhất, khứu giác sâu sắc. Lúc trước đề cử hắn với nha môn Đả Canh Nhân, trưởng công chúa đã có ý nghĩ muốn thu về để mình dùng, nhưng trong dự đoán của nàng, quá trình là quan sát, ám chỉ, thi ân, mượn sức. Không ngờ ý nghĩ của Hứa Thất An quá linh hoạt lại thức thời, trực tiếp hoàn thành bước cuối cùng trước tiên. Lúc án tiểu kỳ quan phát sinh, Ti chức từng sử dụng vọng khí thuật quan sát Chu Xích Hùng, lúc ấy hắn không có dị thường gì. Hôm nay mới biết được hóa ra là dùng pháp khí đặc thì che chắn vọng khí thuật. Thần loại trừ vài món pháp khí của Ti Thiên Giám cùng trong cung, sau nhiều lần điều tra, phát hiện Thanh Long Tự có một món pháp khí có thể che giấu khí tức. Đương nhiên, hiện tại không thể khẳng định pháp khí trên người Chu Xích Hùng chắc chắn là của Thanh Long Tự. Trưởng công chúa truy hỏi, pháp khí đó hiện tại còn ở Thanh Long Tự không? Hứa Thất An lắc đầu, sớm đã đánh mất, Ti chức đang muốn bẩm báo việc này cho công chúa, đại khái một năm trước. Một hòa thượng Thanh Long Tự tên Hằng Tuệ Động Phàm Tâm cùng nữ khách hành hương bỏ trốn, rời khỏi kinh thành, còn thuận thế đánh cắp món pháp khí kia. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện. Sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 197, Hoài Khánh, ta và Lâm An ngươi chỉ có thể chọn một hai. Trưởng công chúa lập tức nói, bỏ trốn thì bỏ trốn, vì sao phải đánh cắp pháp khí? Nữ nhân này quả nhiên thông minh, lập tức chỉ ra điểm mấu chốt của vấn đề. Hứa Thất An nói, việc này còn chờ kiểm chứng, chuyện này cần nhờ trưởng công chúa hỗ trợ. Ta, lông mày tinh xảo nhíu lại, nàng có chút bất ngờ. Điện hạ biết Bình Dương quận chúa không? Hứa Thất An đơn giản nói một câu, lại như sấm sét nổ vang trong đầu trưởng công chúa. Khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng lần đầu lộ ra vẻ cảm xúc kịch liệt rung động. Việc này là thật sao? Thanh âm của nàng hơi run run, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Đây là bàn thụ phương trượng của Thanh Long Tự tiết lộ cho Ti chức, là thật hay giả, cha xét mới biết được. Giả thiết lớn mật cần cẩn thận chứng thực, không có chứng cớ,
hắn không dám một mực chắc chắn. Hoài Khánh công chúa nửa ngày không nói gì, đại sảnh lâm vào im lặng. Cuối cùng, nàng khe khẽ thở dài, Bình Dương là con gái Dự Vương, cũng là đường muội bản cung. Ngươi hẳn đã gặp tam ca của ta, hắn luôn tự cho mình là người đọc sách, khác với hoàng huynh hoàng muội còn lại, ân sư vỡ lòng của tam ca là Dự Vương Thúc. Vương Thúc là một người đọc sách bác học đa tài, từng theo học đại nho Trương Thận ở trường, tinh thông binh pháp, từng làm quan tới chức binh bộ thượng thư, thậm chí có lời đồn, hắn đã vào các, làm chức thủ phụ. Điều đó là không có khả năng. Hứa Thất An không tin, nội các không phải chỉ người đọc sách mới có thể vào. Hơn nữa, quyền lực thủ phụ còn lớn hơn Ngụy Uyên, Nguyên Cảnh Đế yên tâm để cho một thân vương đảm nhiệm chức thủ phụ. Nhưng Hứa Thất An biết mình không rõ lịch sử, cũng chưa hiểu hết thế cục triều đình, không trực tiếp phản bác. Sau lưng Dự Vương Thúc có tập đoàn Huân Quý, lấy Huân Quý điều khiển nội các, trước kia từng có tiền lệ như vậy. Không phải. Quá bất ngờ. Hoài Khánh công chúa kiên nhẫn giải thích, Đại Phụng Quốc lập nước đến nay, Huân Quý dần dần bị phụ thuộc triều đình, sớm không còn năng lực giữ chức thủ phụ. Cho nên, Dự Vương là người được đám người Huân Quý kia đẩy ra để chống đỡ mặt mũi. Sau lưng là đấu tranh giữa tập đoàn Quan Văn cùng tập đoàn Huân Quý. Các ý niệm lóe lên trong đầu Hứa Thất An. Hoài Khánh công chúa tiếp tục nói, Dự Vương Phi là một tài nữ rất giỏi, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, chỉ kịp sinh cho Vương Thúc một người con gái. Vương Thúc là người nặng tình, đến nay còn chưa lập Vương Phi khác, coi đứa con gái vợ mình lưu lại như bảo bối quý giá nhất. Nhưng hơn một năm trước, Bình Dương đột nhiên mất tích, lúc ấy phụ hoàng xuất động cấm quân tìm tòi cả thành, thuật sĩ Ti Thiên Giám có hơn phân nửa ra tay, nhưng đều không tìm được Bình Dương. Chuyện này mang tới đả kích rất lớn cho Dự Vương, không quá bao lâu liền nằm trên giường không dậy nổi, sầu bi lâu ngày thành bệnh. Thuật sĩ Ti Thiên Giám cũng bó tay, bởi vì tâm bệnh là bệnh nan y. Hứa Thất An vừa ăn vừa tiêu hóa tin tức kinh thiên. Cấm quân tìm khắp thành, thuật sĩ Ti Thiên Giám phối hợp vẫn không tìm ra Bình Dương quận chúa ở đâu. Nghĩa là đã sử dụng món pháp khí kia che lấp khí tức, bằng không rất khó mang theo Bình Dương quận chúa rời khỏi địa phận kinh thành. Khó trách Hằng Tuệ muốn trộm pháp khí, thì ra là thế. Hai người im lặng một thời gian rất lâu, đều tự hỏi trong lòng. Sau một hồi, Hoài Khánh công chúa thở dài một tiếng, ngươi tiếp tục tra xét, nếu gặp được phiền toái không thể vượt qua thì cứ tới tìm ta. Hứa Thất An gật đầu, đúng rồi, nghe nói hôm qua Lâm An đi tìm ngươi. Hứa Thất An phát hiện đồng tử công chúa điện hạ lập tức u ám hơn rất nhiều. Lời này sao nghe cứ như là, ngày hôm qua bạn gái cũ tới tìm ngươi đúng không? Hứa Thất An bất đắc dĩ nói, đúng vậy, Lâm An công chúa muốn ta quy thuận nàng, làm trâu làm ngựa cho nàng, còn ban cho một khối ngọc bội ở thắt lưng. Công chúa điện hạ mặt mày không chút thay đổi, vì sao không cự tuyệt nàng? Hứa Thất An cười khổ nói, Lâm An công chúa nói, nếu ta không đáp ứng, nàng liền hô to phi lễ. Lý do này đủ rồi chứ? Tỷ muội hoàng gia các ngươi ép ta chỉ là một con tôm con cá nhỏ, nào có biện pháp gì? Hứa Thất An cho rằng trưởng công chúa là một cô gái am hiểu đạo lý, khoan dung trưởng thành, sẽ không bởi vì chút việc nhỏ này mà truy cứu tới cùng. Kết quả là, trưởng công chúa không lưu tình chút nào vạch trần, với sự thông minh của ngươi, hẳn là có thể nhìn ra loại uy hiếp đó chỉ là phô trương thanh thế. Nữ nhân này bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng nội tâm thật ra rất bá đạo. Hứa Thất An kinh ngạc nhìn trưởng công chúa, nhanh chóng cúi đầu, ti chức rõ ràng, ti chức lập tức trả lại ngọc bội cho Lâm An công chúa, đoạn tuyệt quan hệ với nàng. Từ nay về sau, chỉ nguyện trung thành với điện hạ. Ta thề, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt cùng phiếu phiếu, chỉ làm trâu làm ngựa cho ngươi. Trưởng công chúa hài lòng gật gật đầu. Lúc này, thanh âm náo loạn từ bên ngoài truyền đến. Nhị công chúa, ngươi không thể vào trong. Cút! Tiếng thét chói tai cùng tiếng giằng co vang lên, một bóng người mặc quần đỏ xâm nhập đại sảnh. Lâm An công chúa mặt trứng ngỗng mắt hoa đào nhìn lướt qua trong phòng, quả nhiên thấy con chó trung thành của mình lại định liếm chủ nhân tiền nhiệm. Nhất thời giận tím mặt, lông mày dựng thẳng, ánh mắt trợn to, cả giận nói, cẩu nô tài, ngươi dám phản bội bản cung, ngươi quên mình là người của ai sao? Hứa Thất An kêu rên trong lòng một tiếng, theo bản năng nhìn về phía trưởng công chúa, hy vọng nàng ra mặt nói chuyện thay mình.
Ai ngờ trưởng công chúa lại tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, ánh mắt giống như đang nói, chọn một người đi. Hứa Thất An cảm thấy thực bất đắc dĩ. Ngày hôm qua nhận ngọc bội của nhị công chúa, đã nghĩ tới có thể sau này sẽ gặp tình huống này. Chỉ là không ngờ báo ứng đến nhanh như vậy. Loại tình huống này nếu phát sinh ở đời trước, nhiều lắm chỉ là một câu, trẻ con mới lựa chọn. Sống chết cũng phải giữ cả hai bằng được. Nhưng tại thời cổ đại, làm không tốt có khi sẽ phải rơi đầu. Ti chức tới đây để hỏi thăm trưởng công chúa về vấn đề có liên quan đến án tang bạc. Hứa Thất An khom người ôm quyền với Phiếu Phiếu, ám chỉ mình là có chuyện công quấn thân. Nhưng hắn đánh giá cao chỉ số thông minh của nhị công chúa, hoặc là xem nhẹ sự tùy hứng cùng điêu ngoa của nàng. Nàng hừ lạnh nói, vậy sao ngươi không đến hỏi thăm ta? Hoài Khánh công chúa vừa nghe vậy, lập tức cười lạnh, ưu điểm lớn nhất của Lâm An chính là tự tin. Kẻ ngốc cũng có thể nghe ra sự châm chọc. Trưởng công chúa thay mình tiếp nhận hỏa lực. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, các ngươi náo loạn tiếp đi, cứ coi ta như vô hình là được rồi. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 198, mọi việc đều thuận lợi một. Nhị công chúa có mâu thuẫn với tỷ tỷ, trước đây đánh nhau, đến bây giờ tranh đấu gay gắt, chưa từng ngừng lại. Hoài Khánh, Hứa Thất An là người của ta, hắn thu ngọc thắt lưng của ta, đã đáp ứng làm việc cho ta. Nhị công chúa hai tay chống nạnh, lạnh lùng cười một tiếng, chim khôn tìm cành mà đậu, chứ ai mà chịu thứ nhỏ nhen như vậy. Muốn con ngựa chạy, lại không cho con ngựa ăn cỏ. Ta là hào phóng hơn ngươi. Trưởng công chúa không nói lời nào, nàng đi đến bên cạnh Hứa Thất An, mắt đẹp hung hăng lườm Hứa Thất An một cái. Tiếp theo tuyên bố chủ quyền, ngươi muốn dùng người của ta, cũng được, nhưng phải được ta đáp ứng trước. Hôm nay bản cung tâm tình không tốt, không muốn cho ngươi sai bảo người của ta. Hoài Khánh công chúa uống ngụm trà, cười dài không nói lời nào, bộ dáng không chút lo lắng. Nhị công, chúa ghét nhất là tư thế này của nàng, con ngươi trợn mắt lườm nàng một cái, sau đó nói với Hứa Thất An, còn không mau đi cùng bản cung. Hứa Thất An không nhúc nhích, không nhìn nhị công chúa cũng không nhìn trưởng công chúa, hai vị điện hạ, ti chức là đả canh nhân, chỉ thề trung thành với bệ hạ. Câm miệng, hai vị công chúa đồng thời lên tiếng. Hứa Thất An đã hiểu được, mâu thuẫn của hai vị hoàng nữ lớn như vậy, không thể dễ dàng hóa giải. Phiếu Phiếu công chúa thích gây sự, trưởng công chúa cường thế bá đạo hoan nghênh tất cả lời khiêu chiến. Hắn chỉ là một con chó nhỏ hèn mọn đang liếm chân giữa hai người. Cái này giống như hai vị thiên kim tiểu thư tranh giành đồ chơi, sau đó để đồ chơi tự mình lựa chọn theo ai. Cảm nhận ánh mắt của hai vị công chúa ném tới, Hứa Thất An thở ra một hơi, nhìn về phía Lâm An, nhị công chúa thứ lỗi, ti chức còn có chuyện công cần thương lượng cùng trưởng công chúa. Nói rất uyển chuyển, nhưng thật ra đã tỏ rõ thái độ, hắn lựa chọn trưởng công chúa. Nhị công chúa bỗng nhiên cắn môi, cặp mắt hoa đào đã có sương mù ẩn hiện, nhìn Hứa Thất An một cái thật sâu rồi quay đầu bước đi. Nàng lại thua rồi, lại một lần nữa mất hết mặt mũi vì Hoài Khánh, đối phương chỉ là kiêu ngạo ngồi một chỗ. Cũng làm Tiểu Đồng La không dám trái ý. Lâm An công chúa tâm cao khí ngạo chưa từng tủi thân và uất ức như vậy, cũng chưa từng thất bại như vậy. Nàng không trực tiếp khóc đã là rất mạnh mẽ. Hứa Thất An làm như không thấy nhị công chúa rời khỏi, dùng giọng điệu bình tĩnh trao đổi với trưởng công chúa vài câu, bỗng nhiên sờ ngực. Như là nhớ tới cái gì, bất đắc dĩ cười nói, ai ra, ngọc bội còn chưa trả lại cho nhị công chúa, ti chức cáo lui được không? Trưởng công chúa tâm tình không tệ, một tiếng, có vẻ rất êm tai. Hứa Thất An chậm rãi rời đi, hỏi thị vệ trong cửa, nhị công chúa đi đâu rồi? Thị vệ chỉ cho hắn một cái phương hướng. Hứa Thất An giống như con chó thoát dây cương, bước nhanh đuổi theo. Vài phút sau, hắn đã thấy bóng người đỏ rực của nhị công chúa, dẫn theo hai cung nữ, bước chân nhanh chóng, vai mơ hồ run run. Nhị công chúa xin dừng bước. Hứa Thất An đuổi theo, hô to một tiếng. Lâm An công chúa nghe được, không thèm phản ứng lại, ngược lại đi nhanh hơn, eo nhỏ chuyển động, làn váy bay lên. Hứa Thất An bước nhanh theo, ngăn ở trước mặt Lâm An công chúa, còn chưa kịp mở miệng đã sửng sốt hỏi, điện hạ khóc rồi, năng lực thừa nhận quá kém.
Lâm An công chúa lập tức quay đầu đi chỗ khác, cho hắn thấy một bên mặt xinh đẹp, dùng giọng lạnh như băng nói, cẩu nô tài, ngươi đi theo bản cung làm gì, muốn mưu đồ gây rối sao? Đôi mắt của nàng sưng đỏ, hai má tuyết trắng còn lưu lại một chút nước mắt, vừa rồi rõ ràng tủi thân và uất ức quá mà bật khóc. Nhưng, ngược lại cặp mắt hoa đào kia càng phát ra vẻ đẹp mê người. Hứa Thất An thấy Lâm An công chúa không đi nữa, cũng không gọi người, nhất thời vui vẻ, cảm thấy chuyện này còn có đường lui. Trịnh trọng nói, ti chức trung thành và tận tâm với điện hạ, tuyệt đối không dám nói dối nửa lời. Lâm An công chúa mạnh mẽ xoay người, cười lạnh hỏi, Hứa Thất An, ngươi coi bản cung là trò đùa sao? Con chó trung thành của Hoài Khánh thì ra là loại sống hai mặt, còn muốn chân đứng hai thuyền, thật đáng giận. Nếu không phải tài thơ ca của hắn quá giỏi, lại được Hoài Khánh nhìn trúng, mình còn lâu mới thèm quan tâm loại nam nhân thối này. Hình tượng của Hứa Thất An trong lòng Lâm An công chúa đã kém tới cực điểm. Có lẽ ở trong mắt nhị công chúa, ti chức là một tên vô liêm sỉ, mọi việc đều thuận lợi. Hứa Thất An thở dài, ti chức không thể phản bác, ngọc bội này mời công chúa thu hồi, ngọc bội tốt như vậy, chớ để nó chôn cùng ta. Nhị công chúa đã chán ghét Hứa Thất An, đang muốn thu hồi ngọc bội, nghe được một câu cuối cùng, ngẩn người hỏi, ngươi nói cái gì? Hứa Thất An không đáp, cúi đầu, vuốt ve ngọc bội, nói, nhị công chúa hào phóng, ti chức chưa bao giờ được đại nhân vật ban ngọc bội thắt lưng cho. Nên vạn phần cảm động, nhị công chúa đã chủ động đến vậy, ti chức còn từ chối thì thật sự là loại người không biết tốt xấu. Hắn buồn bã thở dài, một lần nữa đưa ngọc bội tới, có khả năng ta và nhị công chúa không có duyên phận, mời thu hồi lại. Khuôn mặt nhị công chúa hơi biến đổi, nhưng cũng không tha thứ cho hắn, dù sao là công chúa được nguyên cảnh đế sủng ái nhất, lời A Dua nịnh hót nàng đã nghe nhiều. Chỉ là ánh mắt nam nhân này thật chân thành, giọng điệu cũng rất thành khẩn, nhị công chúa nguyện ý nghe hắn giải thích một lần, hỏi, ngươi vừa rồi nói chôn cùng là có ý gì? Hứa Thất An cười khổ nói, ta vốn tưởng rằng nhị công chúa hẳn là đã tra xét quá khứ của ta. Thật đúng là mình không làm chuyện này. Lâm An công chúa chột dạ, chợt nhớ tới cái gì, kinh ngạc hỏi, tội chém eo. Ngày đó Hoài Khánh tiến cử hắn, Lâm An cũng có mặt. Nghe Hoài Khánh nói, hắn là vì rút đao chém thượng cấp, bị phán xử hình phạt chém eo. Lâm An công chúa mấp máy bờ môi đỏ mọng, nhân cơ hội lau nước mắt, giọng điệu thoáng nhu hòa hơn, nhưng vẫn còn chút tức giận, hừ lạnh hỏi, cái đó thì có quan hệ gì với Hoài Khánh? Trưởng công chúa rất tò mò đối với án tang bạc, hy vọng nắm giữ tình huống mới nhất, nàng nói chỉ cần ta đúng giờ báo lại. Liền đáp ứng sau khi vụ án kết thúc, mặc kệ ta có thể lập công chuộc tội không, nàng đều sẽ thay ta cầu tình với bệ hạ. Hứa Thất An chân thành nhìn nhị công chúa, ti chức đã nghĩ, nhị công chúa đối đãi chân thành, nhưng ta là một tội nhân. Không thể báo đáp ơn thưởng thức của nhị công chúa, vì thế đã đáp ứng trưởng công chúa, đợi sau khi thoát tội, lại nguyện làm trâu làm ngựa cho điện hạ. Nếu chân thành có thể biến thành đồ thật, thì số lượng chân thành trong mắt Hứa Thất An tựa như biển cả, làm cho nhị công chúa mềm lòng hơn nhiều. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 199, mọi việc đều thuận lợi 2. Nàng tức giận hỏi, vì sao ngươi không nói với ta? Phụ hoàng sủng ái ta nhất, ta giúp ngươi cầu tình, chẳng phải càng ổn thỏa hơn Hoài Khánh sao? Nói xong, nàng thấy trên mặt Hứa Thất An xuất hiện dao động cảm xúc kịch liệt, giống như cảm động, lại giống như khiếp sợ. Tiếp theo, liền nghe thấy tiểu đồng la này run run nói, điện hạ. Thế mà nguyện ý vì một đồng la vừa quen biết mà cầu tình với bệ hạ. Thì ra hắn cảm thấy mình có thể sẽ không hỗ trợ, cho nên bám lấy cọng cỏ cứu mạng Hoài Khánh đưa ra. Lâm An công chúa vừa bực mình vừa buồn cười, thật ra vừa rồi chỉ là một câu nói khi tức giận, nhưng nói tới mức này, nàng có chút đâm lao phải theo lao, vuốt cằm nói, tự nhiên. Bản cung sẽ không bạc đãi người một nhà. Hứa Thất An chăm chú nhìn nàng hồi lâu, ôm quyền, gằn từng tiếng, trầm giọng nói, điện hạ, ti chức hiện tại thầm muốn mua một mảnh đất. Lâm An không hiểu gì cả, ngạc nhiên hỏi, mua đất. Hứa Thất An trịnh trọng nói, tên của nó là Trung Thành Mãi Mãi. Lâm An công chúa ngây ngẩn cả người,
thoáng có chút cảm động, đây là thứ nàng chưa từng nghe qua. Lập tức, cảm giác chán ghét Hứa Thất An tiêu tán không còn, nếu trước đó là muốn tranh món đồ chơi với Hoài Khánh, hiện tại là thật tâm cảm thấy có một cấp dưới như vậy thì rất không tệ. Nhưng nhớ tới tiểu đồng la này vừa rồi còn làm mình tức giận phát khóc, nàng hừ một tiếng, dùng giọng mềm nhũn mắng một tiếng, cẩu nô tài. Thành công, Hứa Thất An như chút được gánh nặng trong lòng. Gặp được loại tình huống hai chọn một này, vĩnh viễn không được nghĩ cách giải quyết vấn đề, mà là phải tự hỏi làm thế nào để giải quyết người tạo ra vấn đề. Yếu tố then chốt là tách riêng các nàng ra, đánh tan từng người một. Trưởng công chúa có tính cách cường thế bá đạo, hơn nữa thông minh, cho nên ở trường hợp công khai cần hướng về nàng, nể mặt nàng. Nhị công chúa tính tùy hứng, dễ tức giận, thích khiêu khích gây chuyện. Nhưng nàng chẳng qua chỉ là một công chúa bị làm hư, dễ dỗi nhưng cũng dễ dỗ. Chỉ cần ngươi có cái lưỡi đủ trơn tru mềm mại là có thể làm nàng chuyển giận thành vui, là loại nữ nhân thích nghe lời ngon tiếng ngọt. Căn cứ vào sự khác nhau trong tính cách của hai vị công chúa, Hứa Thất An thân trong biển lửa nhanh chóng nghĩ ra một kế sách ứng đối có thể nói là hoàn mỹ. Chẳng những hóa nguy thành an, còn làm nhị công chúa đáp ứng giúp hắn cầu tình hoàng đế, tương đương với mua về một phần bảo hiểm, còn là không tốn một đồng. Hứa Thất An ở trước mặt nhị công chúa, thật cẩn thận thu ngọc bội vào trong lòng, giống như nó không phải ngọc bội, mà là bảo vật quý giá. Ánh mắt nhị công chúa lập tức mềm mại hơn rất nhiều. Không còn chuyện gì thì ti chức xin cáo lui trước. Hứa Thất An định đánh bài chuồn. Gấp cái gì? Lâm Han công chúa giận dữ liếc mắt lườm hắn một cái. Ngươi là cấp dưới của bản cung còn đang muốn sai bảo ngươi đây. Nàng đào góc tường của Hoài Khánh, đương nhiên muốn để cho các huynh đệ tỷ muội khác đều nhìn thấy, như vậy mới có mặt mũi, mới có thể làm Hoài Khánh thật sự mất mặt. Điện hạ xin hãy dặn dò. Hứa Thất An bất đắc dĩ nói. Nhị công chúa không có nỗi lo gì phát hiện mình không có gì cần sai bảo hắn, thế là nghiêng đầu nói. Hôm nay thời tiết không tệ, lại không có đồ đáng ghét Hoài Khánh kia, bản cung muốn đi tìm Linh Long chơi đùa. Ngươi theo bản cung không mang thị vệ. Nguyên cảnh đế đứng ở biên giới đài cao, nhìn kỹ Linh Long ghé vào bên bờ, đối diện với cặp mắt linh động nhìn giống cúc áo đen kịt. Sao ngươi lại như vậy? Lâm An từ nhỏ đã chơi đùa cùng ngươi, vì sao ngày hôm trước ngươi vô duyên vô cớ hất nàng xuống nước? Nguyên cảnh đế răn dạy Linh Long. Thượng cổ dị thú như Linh Long, ăn tử khí mà sống, không cùng loại với yêu tộc, nếu không tìm được một đồng loại thì cũng phải là cổ thần thượng cổ dị thú. Linh Long có số lượng cực ít, tuổi thọ cao, từ trước đến nay đều tồn tại nhờ hoàng thất nuôi nấng. Mặc kệ là Đại Phụng hay Tiền Triều, trong cung đều nuôi loại dị thú này. Đế. Linh Long lười biếng phát ra tiếng phì phì trong mũi, vô tình ghé vào bên bờ, tỏ vẻ lạnh nhạt với câu hỏi của Nguyên Cảnh Đế. Ánh mắt như cúc áo đen nhìn Nguyên Cảnh Đế. Ngươi rốt cuộc có cưỡi không? Thái tử bên cạnh quan sát Linh Long. Hắn nhớ rõ lúc ấy Linh Long cũng nằm úp sấp ở bên bờ như vậy, nhưng hình như so với hiện tại càng thêm cung kính, càng thêm nơm nớp lo sợ. Lúc ấy cách khá xa, không thể thấy rõ vẻ mặt và thần thái của Linh Long, chỉ có ấn tượng đại khái, bởi vậy thái tử cũng không dám khẳng định. Linh Long là tọa kỵ của các đời hoàng đế trong nước, tương truyền thời đại viễn cổ, yêu tộc cùng nhân tộc không phân biệt rõ ràng như hiện tại, là một loại trạng thái tương đối hỗn hợp. Bởi vậy thường xuyên sẽ có nhân tộc bị yêu tộc ăn thịt hoặc là yêu tộc bị nhân tộc săn bắn. Nhân loại không giỏi kỹ năng bơi, bó tay với yêu nghiệt giữa sông. Duy nhất nhân hoàng có thể dễ dàng vào nước đánh nhau với yêu tộc. Đó là nhờ dựa vào dị thú Linh Long lưỡng cư ở cả trên đất liền lẫn dưới nước. Đến ngày nay, hoàng đế Đại Phụng đương nhiên không cần vào nước đánh nhau với yêu tộc, tọa kỵ trong nước liền trở thành vật nuôi làm cảnh. Từ khi tu đạo, Nguyên Cảnh Đế đã rất nhiều năm không tới gặp Linh Long, không khỏi nhớ tới thời điểm mình đăng cơ, cưỡi lên Linh Long dạo chơi kinh hà ngắm phong cảnh. Trẫm đã nhiều năm không gặp ngươi, chắc ngươi cũng rất cô đơn đúng không? Nguyên Cảnh Đế cảm khái một tiếng, nhẹ nhàng nhảy lên bộ giáp lưng Linh Long, hai tay cầm góc. Linh Long vui vẻ thét dài. Một tiếng, tứ chi chuyển động, thân hình nhẹ nhàng vặn vẹo, mang theo Nguyên Cảnh Đế du ngoạn trong hồ. Thực hâm mộ. Thái tử nhìn một màn này, tưởng tượng mình tương lai cũng có một ngày cưỡi Linh Long, các hoàng tử hoàng nữ đứng bên bờ, tha thiết nhìn theo. Đúng lúc này,
Linh Long vui vẻ bơi qua bơi lại trong hồ, bỗng nhiên rít gào một tiếng, tựa như bị kích thích nào đó. Nó ngẩng cao cái đầu, vừa phát ra tiếng rít gào đinh tai nhức óc, vừa lúc lắc toàn thân, quăng nguyên cảnh đế bay xuống. Trong nháy mắt Linh Long đánh rớt nguyên cảnh đế xuống, vài vị cường giả hồ bên hồ liền làm ra phản ứng, bắn đi như mũi tên nhọn, lòng bàn chân đạp trên mặt nước tạo thành từng tiếng nổ mạnh. Nguyên cảnh đế ổn định thân hình ở giữa không trung, mũi chân điểm nhẹ mặt nước, như một sợi lông phiêu đãng theo gió tới bên bờ. Hắn tuy bởi vì hoàng thất mà sớm sinh con nối dõi, đoạn tuyệt võ đạo, nhưng mấy năm nay theo quốc sư tu đạo, có chút thành tựu với hệ thống đạo môn, nếu không tóc bạc đã không thể chuyển thành màu đen. Nguyên cảnh đế vừa phẫn nộ lại vừa kinh ngạc, không nghĩ tới Linh Long lại đối xử với mình như thế. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 200, Sợ hãi 1. Giống, hất bay nguyên cảnh đế xong, Linh Long còn chưa hết phẫn nộ, dùng đầu đánh bay một vị võ giả cao phẩm bay đến. Khí cơ nổ tung ở giữa không trung, làm cả mặt hồ đều lắc lư chấn động. Bọn thị vệ ra tay, hàng phục Linh Long vô cớ phát cuồng. Đừng làm nó bị thương, nguyên cảnh đế quát lên, rầm rầm oành oành. Mặt hồ vọt lên hơn 10 cột nước, chuẩn xác đánh trúng đám thị vị vệ đang cưỡi gió phi hành hoặc đạp trên mặt nước. Bọn họ sớm bước vào đồng bì thiết cốt cảnh nên không bị thương tổn, chỉ là bị cột nước đánh cho thân hình chật vật, không thể tạo thành thế vây kín Linh Long được. Linh Long am, hiểu ngự thủy, ở trong hồ có vẻ rất hung ác điên cuồng. Chỉ là ai cũng không dự đoán được, linh thú này ngẩng cao đầu lên, rít gào một tiếng, thế mà rời khỏi mặt hồ, phóng tới bên bờ. Sao lại thế này? Linh Long hình như đang bị kích thích nào đó. Nguyên cảnh đế ý thức được có điểm không thích hợp, trầm giọng nói, ngăn nó lại. Rắc rắc. Thân thể cao lớn của Linh Long chồm lên, cứng rắn đụng nát một cây tuyết tùng, long bách, nó như phát cuồng đánh thẳng về phía trước, móc vuốt sắc bén dễ dàng phá nát vật cản trên đường đi. Nó muốn đi đâu? Phụ hoàng, bệ hạ, thái tử cùng Ngụy Uyên Phi chạy tới. Nguyên cảnh đế khoát tay, ý bảo mình không có vấn đề gì. Phụ hoàng, Linh Long làm sao vậy? Thái tử có chút kinh hoàng, từ nhỏ đến lớn, chưa bao thấy Linh Long làm ra hành động tương tự. Nó đáng ra phải tỏ vẻ dịu ngoan, đối xử thân thiện với các huynh đệ tỷ muội hoàng thất. Nó đang muốn trốn chạy. Nguyên cảnh đế bình tĩnh đáp, giọng điệu trả lời lại chắc chắn. Linh Long đang muốn trốn chạy. Vì sao phụ hoàng dùng từ chạy trốn? Nó đang sợ cái gì sao? Nhưng mà, địa phương nào có thể an toàn hơn hoàng thành? Thái tử điện hạ hoang mang khó hiểu, nguyên cảnh đế không cho hắn cơ hội để hỏi, dặn dò thị vệ chuẩn bị ngựa tốt, đuổi theo phương hướng Linh Long chạy trốn. Linh Long là tượng trưng của hoàng thất, một con linh thú ăn tử khí tu hành, tuyệt đối không thể để mất. Nguyên cảnh đế bám theo dấu vết móng vuốt, đám thị vệ e sợ hắn gặp chuyện không may, theo sát ở hai sườn. Không bao lâu sau, nguyên cảnh đế thấy được Linh Long ở trên một tòa tháp, nó đang dùng móng vuốt sắc bén cứng rắn cắm sâu vào thân tháp, một đường leo lên cao. Cơ cổ nó bành trướng, phát ra tiếng rít gào chấn động thê lương, muốn dọa lui đám cao thủ cung đình muốn gây cản trở, đồng thời quật cái đuôi công kích. Hai bên lâm vào cục diện bế tắc, Linh Long có vảy giáp cứng rắn, đao kiếm không xuyên qua, lúc nó điên, cuồng sẽ thể hiện ra sức chiến đấu không thể khinh thường. Bọn thị vệ lại lo lắng làm tổn thương nó, bàn tay trần khó có thể khống chế, chỉ đành vừa cuốn lấy kéo dài thời gian, vừa chờ đợi đồng nghiệp mang tới pháp khí có thể trói buộc Linh Long. Phanh phanh phanh, cái tháp bị đuôi rồng quật tới mà không ngừng rạn nứt, rốt cuộc sụp xuống, hơn 10 thị vệ ùa lên. Nhìn thấy một màn này, nguyên cảnh đế nhẹ nhàng thở ra, vừa định lên tiếng nhắc nhở, đừng để linh thú hoàng thất bị thương, thì đã thấy Linh Long phấn khởi phản kháng, ném đi thị vệ trên người, phóng tới một phương hướng, tựa như có mục tiêu rõ ràng. Nhìn theo phương hướng kia, đồng tử nguyên cảnh đế kịch liệt co rút lại. Hắn thấy được Lâm An công chúa mặc một thân quần áo đỏ rực, cũng là đứa con mà hắn sủng ái nhất. Mà giờ phút này bên cạnh Lâm An chỉ có hai cung nữ, một gã đồng la mặc trang phục đả canh nhân. Bảo vệ Lâm An, nguyên cảnh đế hô to, con Linh Long này cũng coi là tính cách ngoan hiền.
Hứa Thất An không nghĩ tới sẽ gặp chuyện như thế. Hắn và nhị công chúa vừa đi vừa nói chuyện, bằng vào tích lũy đời trước cùng kỹ năng nói chuyện khéo léo. Hứa Thất An dùng phong cách hài hước thú vị liên tục chọc cười nhị công chúa, tăng tiến tình cảm đôi bên. Hắn định mang nàng đến chỗ Linh Long, cùng nàng chơi vui vẻ một phen, sau đó mình liền trở về phá án. Kết quả lại thành thế này. Hứa Thất An vừa định nói công chúa, nơi đây rất nguy hiểm, ti chức hộ tống ngươi trở về, Linh Long liền ăn ý lao tới đây. Con linh thú này rất cường đại, thực lực tuyệt đối không thua kém vũ phu lục phẩm. Hứa Thất An theo bản năng muốn chạy trốn, quay đầu nhìn nhị công chúa, phát hiện nha đầu này đã bị dọa tới mức choáng váng. Khuôn mặt trứng ngỗng trắng bệch, ánh mắt cứng lại, đã mất đi năng lực tự suy nghĩ. Hứa Thất An quét mắt nhìn một vòng, thấy các cao thủ cung đình đang lao tới, thấy Nguyên Cảnh Đế, thúc ngựa chạy như điên đuổi tới, thấy cặp mắt đen giống hình cúc áo của Linh Long như phát ra tia sáng kỳ dị chói mắt. Cảm giác này tựa như đứa nhỏ sợ hãi gặp được tộc trưởng, mừng rỡ như điên bổ nhào vào trong lòng cha. Hả? Chẳng lẽ con hàng này cảm ứng được mình đến, nên cố ý lao ra tìm mình? Trong nháy mắt, Hứa Thất An đọc hiểu ánh mắt Linh Long, nó là linh thú có trí tuệ. Trừ vui sướng, trong mắt Linh Long còn lưu lại sợ hãi, thời gian không cho phép hắn nghĩ nhiều. Thời gian thoáng trôi qua, Linh Long sắp ập đến. Hứa Thất An lúc này đã có phán đoán, hắn không chút do dự tiến lên phía trước một bước, chắn ở trước mặt Lâm An công chúa, để nàng thấy một cái bóng lưng cao ngất. Hứa Thất An một tay cầm chuôi đao, hai đầu gối hơi hạ xuống, đè xuống tất cả cảm xúc, sau giây phút tụ lực ngắn ngủi, ngón cái nhẹ nhàng bắn ra. Xoẹt! Âm thanh thanh thúy của kiếm ra khỏi vỏ vang lên, một tia sáng nhỏ màu vàng nhạt hiện lên, chém ra một vết đao thật sâu dài 3 trượng, rộng chừng 2 ngón tay ở chỗ trước người 1 trượng. Một màn làm người ta khiếp sợ đã xảy ra, Linh Long đang điên cuồng mạnh mẽ dừng lại thân hình, 4 móng xòe ra, móng chân kéo lê trên mặt đất từng cái khe rãnh, thế mà thật sự ngừng lại trước mũi kiếm. Thế mà không dám vượt qua lôi chỉ một bước. Một màn này khắc thật sâu vào trong lòng Lâm An công chúa, cũng rơi vào trong mắt của Nguyên Cảnh Đế cùng Ngụy Uyên và Thái tử. Ngang, Linh Long nằm úp ở trên đất, hơi có chút lo âu kêu một tiếng. Hứa Thất An dễ dàng đọc hiểu cảm xúc của nó, Linh Long bảo hắn chạy trốn, chuẩn xác mà nói là cùng nhau chạy trốn. Nó rất nôn nóng, rất sợ hãi, tựa như bị cái gì uy hiếp. Nhưng ở trước mặt mình, nó bình tĩnh, yên ổn hơn rất nhiều, nhưng sợ hãi vẫn không yếu bớt. Nó muốn mình mang theo nó cùng nhau chạy đi, hoặc là nó mang theo mình cùng chạy. Trong lòng Hứa Thất An dần suy đoán, đừng sợ, có ta ở đây, Hứa Thất An nói. Nhị công chúa nghĩ những lời này là Hứa Thất An nói với mình, trong lòng lập tức cảm giác tràn ngập an toàn. Nghe được lời nói của Hứa Thất An, quả nhiên Linh Long không còn lo âu, nó kêu lên một tiếng đáp lại. Các bạn vừa nghe xong tập 20 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.